Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay con xin phát tâm được đọc thuộc bài kệ trong phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Kính mong được chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp phù hộ độ trì cho con, minh chứng tấm lòng thành thiện của con. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa hóa tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ. Trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc dẻ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát giúp đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, không ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đạo, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách. Dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quanh đời luôn sắc mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đã được kinh có mọi bề. Y phục ăn uống các ngoại cụ, cúng dường Địa Tạng giấy hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cửa ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối lúa, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí không lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nhìn bạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thần giúp người kia có hoại tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họ hại người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay, dẫn đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giật đón đường, thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đói trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp Phật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắn tuyên bày, chuyện khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này đến tất cả chúng sanh ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, phước đức, có duyên với Tam Bảo, với Địa Tạng Bồ Tát. Phát tâm báo ơn, kính lễ với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Buddha Mo Di So ha.